Em nghe lời thầy, thầy nói này, ở trong đám mù thì thằng Chục làm vua, thì tự nghĩa cái đất Quảng Ngãi này là cái đất của trong kháng chiến, thành ra đó các bạn trung học từ nhất cấp á, thì là thấy nó to quá, nhưng mà thật sự đối với ngoại quế thầy là như cháu á. Em nghe lời thầy đi, em đi học nữa đi, chứ em học ở đây rồi nó sau này nó em bây giờ dạy, bây giờ em có tiền em dạy được, nhưng mà sau này em muốn học nữa cũng không có cơ hội học. Tự nhiên thì ông nói, nhưng giờ thưa thầy, con đi học mà ra quê làm sao con có tiền con học. Ông kia ông cái ông tự nhiên ông nói, tôi nếu bây giờ em nghe lời thầy em học nữa đi, thầy giúp em. Tôi nói với ông là con làm sao mà con không có tiền mà con đi ra lấy, bây giờ đâu có tiền mà đi ra quê mà làm sao. Cái ông mới nói, bây giờ thôi được rồi, để em tuần sau thầy về quê thầy sẽ dẫn em đi. Rồi thì ông mới hẹn tôi xuống. Cái lúc đó là hè, lúc đó là thi xong là nghỉ hè rồi, thì tôi cũng đi làm, tôi làm cho cái nước đá đó. Thì ông mới dẫn tôi đi, thì ông mua vé, hầu đó đã có xe đò nó chạy Quảng Ngãi ra Huế, ra Đà Nẵng Huế. Thì ông mua vé xe đò tôi cho tôi với ông đi. Đi hầu đó từ Quảng Ngãi mà ra Huế đó, đi sáng sớm mà tới chiều tối mới tới, từ vì phải tới hai ba cái phà đó. Tới hầu đó là từ vì chiến tranh mấy cái cầu nó giật sập hết, thành ra xe không chạy được, chỉ qua cả qua phà chạy, là mỗi một cái phà như vậy là chờ ít nhất cũng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng mới qua được. Thì đi sớm tới chiều tối mới tới quê, ra dẫn về nhà ông. Trời, vì tôi ra nhà ông tôi thấy lần đầu tiên tôi ra quê, tôi thấy xe cũ nườm nượp này, mà xe gắn máy, xe đạp chạy nườm nượp, hầu đó không có xe hơi, ít xe hơi. Thì ông thầy luyện là ông dẫn tôi về nhà ông. Thì trước khi về nhà ông á, ông dặn tôi là bây giờ dịp đừng có sinh con với thầy nữa, mà dịp sinh em đi, thấy không? Chứ đừng có sinh con nữa. Thì tới nhà mà của thầy á, thì dịp sinh con với ông cụ bà cụ, còn với thầy sinh em, chứ đừng sinh con nữa. Thì tôi nói thầy cho phép thì con cũng gọi sinh em. Thì dẫn vô trong nhà ông. Ông giới thiệu tôi với ông cụ bà cụ. Ông đang là học trò xung quanh, nhà nó nghèo mà nó muốn đi học nữa mà nó không có tiền. Bây giờ con dẫn nó về nhà đây, thì ba mẹ của ông á cho nó ở đây, nó giả kèm cho, tức là giả kèm cho hơi đứa em của ông á. Hồi đó em ở một đứa đó, thì học vào lớp một đứa đã học tiểu học, một đứa đã học tiểu học, một đứa đã học đâu để thắt rồi. Thì ông cụ bà cụ ông rất là nói thì ông cụ bà cụ bằng lòng ngay. Xong rồi thì ông bây giờ đó thì em ở đây em giả kèm cho hai đứa em của thầy, rồi em đi học ha. Rồi thì mỗi tháng đó, ông cụ bà cụ sẽ cho thêm em 200 để em có tiền em xài. Thì đó là thì tôi mới dẫn tôi ra trường quốc học Huế đó. Ở Huế là cái trường hồi đó là muốn học để nhị cấp, tức là để học để nhị cấp đó. Tức là từ địa tam để nhị để nhất thì phải ra Huế hoặc là vô Sài Gòn, chứ còn Đà Nẵng cũng chưa có mà Nha Trang cũng chưa có nữa. Thì ông dẫn tôi lên cái trường quốc học Đồng Đơn để mà vô trường quốc học Huế. Thì tôi nộp đơn đó, cái tôi ở luôn ở đó luôn, tôi ở luôn ở đó mà ở luôn mấy tháng hè, tôi ở luôn ở đó luôn. Tôi thấy Huế họ giàu sang quá, họ nào mà kia, thì
có cái xe đạp cũ ở trong nhà của ông cụ, ông cụ mới cho tôi. Ông nói con lấy cái xe đạp con đi học này kia, ông cho tôi cái xe đạp đó. Tôi ở đó thì tôi dạy kèm, thì mấy cái chưa khai giảng năm mới, tức là để tạm, thì tôi ở nhà đó tôi dạy kèm mấy đứa nhỏ, rồi tôi thỉnh thoảng rồi tôi đi hoặc tôi tự thấy tôi nói ước gì mà lớn lên mình được ở trong cái thành phố như vậy, cho nó mình ước ao vậy thôi chứ mình không có bao giờ mình nghĩ như vậy. Thì tôi dạy kèm cho mấy đứa, thì cái ông cụ bà cụ đó, ông có mấy cái người cũng bà con thì họ tới họ chơi nhà ông, thì họ thấy tôi thì có ngại thì thấy tôi kèm dạy kèm cho hai đứa con đó, hai đứa con nhỏ đó, thì nói là ông cụ bà cụ cho ông cụ bà cụ cũng trẻ, ông cỡ nhỏ cỡ tuổi ông già tôi thôi, nhưng mà cứ ra quế hồi đó là phải kêu gọi cụ, tức là kính trọng người ta này kia, chứ thật sự ra ông trẻ cũng cỡ ông già tôi là cụ, đáng lẽ là kêu bác thì đúng hơn, nhưng mà gọi cụ phải cụ. Mấy người đó họ mới thấy tôi dạy cho hơi đứa nhỏ đó, cái họ nói thôi bây giờ để họ đưa mấy đứa con họ tới họ dạy cho tôi dạy rồi họ trả tiền cho tôi. Thì ông cụ và cụ rồi ông cho, tại vì cái nhà của ông rộng lắm, ở đằng sau nó có cái phòng, thì do đó mà bà đã bơi hơi đứa con bà tới thì dạy, thì bà trả cho tôi một tháng được 300 nữa, thì tôi có tiền, bắt đầu tiền thì tôi vô học trường quốc học Huế đó. Vào trường Huế thì cái ông thầy Luyện đó, ông là có mấy người bạn mà ông là dạy, mấy người bạn của ông là dạy trường quốc học Huế bạn, nhưng mà tự vì ông này đó, ông đậu tú tài toàn phần xong là ông ra ông đi dạy liền. Trong lúc đó đó mấy người bạn của ông á thì là học cao hơn ông, học lên cao hơn ông, cho nên mấy người bạn của ông á là hồi đó là học cao đẳng sư phạm mới dạy đệ nhị cấp. Thì ông mới ông tội nghiệp lắm, ông dắt tôi tới mấy cái nhà của ông thầy mà dạy trường quốc học á, bạn thân của ông á, ông mới nói cái hoàn cảnh tôi. Thì ông mới nói với mấy người đó, thì mấy người đó họ hai cái thì vô trường, thì vô thì cái ông thầy mà ông làm coi như mà ông thầy, nhưng mà lại có một cố vấn, thầy cố vấn lớp đó. Thì tôi học vô là tôi học đệ tam bệ ba, thì cái ông bắt đầu là nộp đơn xin học bổng, thì mấy ông đưa đơn cho tôi điền xin học bổng, không mấy ông cho tôi học bổng, mà ra học bổng hồi đó ra học đệ tam mà học bổng là một tháng được 400. Từ tôi có được cái tiền học bổng đó thì tôi mới gửi về cho bà già. Thì bà già tôi mới được tiền một tháng, tôi gửi quả 400 là bà mừng lắm. Còn cái tiền mà tôi dạy kèm mấy đứa nhỏ, tôi ăn cơm này kia là coi như tôi không tốn hết. Rồi Tết chứ, là ông cũng may đồ cho tôi nữa này kia. Thì tôi ở Huế tôi học để tao để nhị để nhất để tao để nhị, thì cũng may với tôi, cũng là may mắn mà thật sự tôi cũng có khả năng đó, cho nên tôi thi đâu đậu đó. Tôi học lên để tam để nhị là tôi thi tú tài, gọi là tú tài phần mẫu, tú tài phần mẫu tôi thi tôi cũng đậu, tôi đậu xong, tôi đậu tú tài xong, tại tôi hơi đó mà tôi đậu tú tài rồi mà về nhà trong làng tôi là coi như là nó có giá lắm. Tôi lúc đó là lúc đó là về nhà là về quê là ông gọi tôi ông tú hết á, họ gọi ông tú lúc đó là lên hương lắm. Thì mấy cái ông mà nhà giàu ở trong làng trong huyện đó, họ thích có con gái, họ thích gả cho tôi lắm, thích gả tôi lắm. Thì trong đó là có cái ông già vợ tôi bây giờ đó là ông cũng là thầy giáo, ông là thầy, tức ông già vợ tôi là ông thầy mà ông dạy tiểu học á, dạy tiểu học á, là hầu trong làng ông mà gọi ông là ông giáo thành, giáo thành. Thì ông cũng có con gái, thì ông già tôi á,
Nhưng bây giờ tôi là không có dám vậy. Tại vì không giờ bây giờ tôi biết cái phần mình nghèo, nghèo hàng á, mà thành ra không không có dám nói. Thì có nhiều ông tới ông gạ trước, ông tới ông giống như giống chị tới ông đề nghị trước, ông nói, tôi anh làm xui này kia đó. Thì ông nói họ nói mấy người trong làng, mấy người mà hồi trước